YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Tối nay chị không đi làm được rồi. Tối nay chị lại học lịch sử. Đã phải học đúng không chơi? Ngồi đi làm cũng đang như vậy làm. Hôm nay ngồi xác định đến 10 giờ để đi làm. Mọi người ơi, màu xanh này mọi người. Mình tô màu xong nha các bạn ơi. Các bạn thấy mình tô màu đẹp hay cho xin like, đăng ký kênh gặp tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Chiếc tiếp tô màu nha các bạn.
tìm của mình đây nha mọi người. Mình giới thiệu mình hoàn thành rồi nha, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ video của mình nha. Mọi người đây là tự của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ video của mình nha. Các bạn ơi, đây là tự của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ video của mình nha. Mọi người tự của mình hoàn thành rồi nha, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ video của mình nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.